Hai, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đi Gaming. Và video hôm nay thì mình sẽ làm lái taxi Uber bằng con xe Toyota Yaris. Thì hôm nay là ngày thứ ba, mình nguyên một ngày ở trường mới về. Chung mà cũng buồn ngủ lắm, tính đi ngủ mà thôi. Mấy bạn nhiệt tình quá cho nên thôi mình cũng cố làm cái video treo và đi ngủ. Rồi thì đây là con xe Toyota Yaris mà mình mới tậu. Đó, màu hồng luôn. Ra mà chạy lại lại mưa. Đó. Ui, đã quá. Đây là thất bên trong. Oh shit. Nó thất gì quá, phát xấu vậy. Đây là cái con xe mà mình nói là mình tính làm skin taxi nhưng mà nó khóa mẫu rồi mấy bạn ơi. Không có làm được. Còn xe bên trong mà nhìn muốn khóc luôn. Thôi kệ đi, cái nào cũng được hết. Rồi, bây giờ là bắt đầu làm vụ. Vì là trời mưa cho nên là taxi đắt khách lắm mấy bạn. Vì dưới Việt Nam trời mưa taxi đắt khách lắm. Tại vì không có đi xe, ít nhiều người ngại đi xe máy á, cho nên là taxi là đắt. Đây mình tính làm taxi dù mà quên, còn cái này thôi mình làm Uber đi cho nó vui. tại vì hiện tại thì mình cũng như nãy mình nói là mình mới đi học về. Cho nên nó là để từ để mình xíu mình chạy tới tận cửa luôn. Tại trời mưa mà mình nhiệt tình xíu. Thì mình mới đi học về cho nên mình không có kịp làm skin cái gì hết để mod. Tại vì hôm nay thì mình xe này mình mod sẵn lâu rồi. Đó thì sẵn gì mình làm video mình quay lên chút xíu chơi vậy thôi. Tại các bạn là mình cảm động quá. Chứ thôi giờ này mình về mình ngủ mất tiêu như đợt trước á. Là thứ ba học về ngủ mất tiêu 8 mấy 9 giờ mới dậy. Đợt này mình xa vậy. Đợt này thì mình về rồi cũng cố lên tính đọc comment xíu là đi ngủ. Mà mấy bạn nhiệt tình quá thôi mình cũng làm một cái video tạm cho mấy bạn xem ha. Thì để tối nay mình bắt đầu mình ngồi mình làm tiếp. Làm khuya rồi ngày mai mình sẽ làm video game cho các bạn. Với lại thứ năm mình thi một môn môn kia cho nên là mấy bạn mình mà có ra video chậm hoặc là video mà video mà không đáp ứng được yêu cầu mấy bạn cho mình thông cảm nha. Nói chung là mod mấy cái đó thì cũng phải cần có thời gian mình ngồi mình làm skin đồ này kia á. Cho nên là thứ năm mình cũng thi cho nên là hơi gấp chút xíu cho nên là các bạn thông cảm với mình. Mình cảm ơn mấy bạn rất là nhiều. Thì tại hôm nay cái con này nhìn nó thất nó xấu quá, thôi mình bỏ góc nhìn thứ nhất nha mấy bạn. Trời ơi, cái nội thất bên trong nhìn thua con xe trong game nữa. Mình cũng đang có một cái dự định, đó chính là chia ngày ra làm video. Trừ mấy ngày mà mình ở trường mình bận lắm thì mình không làm được thôi. Còn bình thường mình vẫn làm được một ngày một video. Đó thì mình sẽ tính là chia ngày ra hai mấy ngày lẻ hoặc ngày chẵn gì đó. Nói chung là bây giờ đứng rồi. Lâu nó tràn ra nó đứng hoài luôn. Thì mình có thể chia ra là làm game GTA 5 này và làm game lái xe Euro Truck Simulator. Vì các bạn comment game nó rất là nhiều. Mà mình làm cái này thì lại không làm được cái kia cho nên mình sẽ chia ngày ra. Thì hiện tại thì mình vẫn còn đang tính, chưa biết là chia ngày như thế nào cho nó hợp lý. Tại vì GTA 5 này đúng ra thì nó cũng là chính, cho nên là nó sẽ hơn được vài ngày so với cái kia. Thì mình sẽ tính là thứ hai, tư, thứ sáu, chủ nhật. Còn lái xe Eurojust thì thứ ba, năm, bảy. Nhưng mà cái Eurojust thì có thể sai sót vài ngày cũng được. Tại vì cái chung GTA 5 này nhiều lúc mình đột xuất ý tưởng cái là mình ngồi mình làm luôn cho nên là bất thình lình đó mấy bạn. Thì hiện tại cũng đang tính thôi. Mình thì cũng muốn chơi cái game Euro Truck á, nhưng mà với góc nhìn là lái xe tải chơi online luôn mấy bạn, chơi với team Việt Nam Simulator á. Thì mình tính là stream nhưng mà mình không biết là có ổn hay không, tại vì mạng mình thì nói chung là wifi hơi lag. Sợ là khi mà stream thì nó hơi giật á, thì để mình xem như thế nào. Chứ chơi online vui mấy bạn, nhưng mà chơi nó hơi lâu nữa cho nên là stream nó sẽ hợp lý hơn là quay video lại. Tại vì quay video lại rồi render ra rất là tốn thời gian.
mà cái file nó nặng nữa, lâu nữa. Rồi bây giờ Sinyan. Sinyan vô. Sinyan đâu rồi? Đó, Sinyan đâu có nằm giữa ta. Bởi vì còn cái Sinyan phải đâu mất tiêu rồi. Thiệt tình cái con Toyota này chứ. Bên ngoài thì nhìn cũng được lắm mà bên trong khóc luôn. Rồi bye bye nha chị. Ok, cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn chị gái nhiều. Mốt cho em xin số chị. À không, lộn, em cho số chị, mốt có gì chị gọi em. Mình lái xe mình phải kiếm khách chứ mấy bạn. Câu khách. Đây. Cho em qua đường. Ok, cho em qua đường. Bây giờ là trời mưa lớn quá. Trời này trời tối nữa. Wow. Từ nha mấy anh. Đâu rồi, anh trai này đâu? Trong quán hả? À, là đâu? Đâu rồi? Ủa đâu à? What the hell? Ở đệt. Bên đó ra. Ồ. Mới từ trong cửa hàng súng ra. Từ nha mấy anh. Có gì nói chuyện nhau chứ đừng có dùng vũ lực nha. Đừng có dùng vũ khí á. Ơi ui, hết hồn. Nội. Tự nhiên có ai làm gì mày đâu. Mày với bạn mày đi. Tự nhiên lên xe làm cái hết hồn. Mém xíu nữa. Xỉu luôn. Hết hồn quỷ sứ. Rồi qua đường. Ơi qua đường. Mà với lại hiện tại thì cũng có nhiều bạn comment mình đó là làm cái skin xe giường nằm á. Trong game Euro Truck Simulator làm ở các nhà xe ở ngoài. Thì mình thì không có thời gian. Photoshop mình thì cũng có hạn thôi, nói chung là kém lắm. Cho nên mình làm thì cũng chung là rất là mất nhiều thời gian. Thì mấy bạn, nếu mà bạn muốn, các bạn có thể vào cái forum vnsimulator.com. Có cái mục bot làm mod miễn phí á. Mà là mod skin miễn phí á. Thì các bạn vào đó các bạn gửi inbox hay sao mình cũng không để ý nữa. Gửi cái file hình rồi gửi inbox thì đợi từ từ rồi nhóm nó sẽ làm. Chứ mình thì nói chung là đợt trước mình làm cái skin kia cũng mất 3-4 tiếng. Hơi lâu. Dạ. Yeah. Ok, không có gì hết á. Mình đâu quay qua hai anh trai rồi. Hai anh trai ngồi cũng nói chuyện tâm tình lắm. Tự nhiên mới lên xe giật cái hết hồn luôn. Mém xíu nữa yếu tìm đạp ga cái nữa. Ồ, hello. Tự nhiên nó tụt ABS. Ơ, trời mưa. Trời ơi, xe tôi mới mua à. Xe chính chủ mới mua á, không có liên quan tới bà chị đâu. Ủa Phương Trang đi đâu mà nguyên một đoàn vậy ta? Xe chính chủ mới mua đàng hoàng á, chạy cẩn thận xíu. Xíu về đi rửa xe nữa, chạy đường trời mưa này dơ. Ơi. Kiểu này đi thay lớp mấy bạn ơi. Cái bọn bán xe nó lừa mình rồi. Nói lớp này đi bao bám đường luôn mà chưa gì hết nữa. Như mấy con xe Mai Linh lúc trước chạy, trời ơi. Ui. Gặp đường trời mưa nữa chứ. Mình đi tắt qua trạm xăng đi. Chắc thằng chủ nó ở trọng, nó không có ra đâu. Trạm xăng bên nước ngoài nó là như là tự đổ, tự trả tiền, tự mình vô chọn trả tiền luôn sao. Chủ nó không biết đâu chứ Việt Nam mà chơi kiểu đó là sách cây nó dí quá. Rồi cảm ơn hai anh trai. Tạm biệt hai anh trai. Nhớ lưu số em vô, có gì gọi em nha. Cho đi cái ơi. Ôi. Gì đây. Ôi phải đi giúp người mới được chứ. Ok, để xíu tôi giúp tôi. Không, nó để mình tắt cái dịch vụ taxi đi. Đâu rồi? Ủa nhóm chạy nhanh ta. Chậm lại. Nhanh quá. Nó đi mô tô mà mình rồi xong luôn. Trời mưa nữa chạy kiểu này là hư xe chết. Mình mà chạy nhanh là kiểu nào cũng hư xe. Mà không chạy nhanh thì không dí nó kịp. Ủa nó đâu rồi? Ơi. Xuống xe mày. Xuống xe.
chạy đi luôn. Cái này không có mở cửa được như trong phim hành động. Hy sinh luôn. Chạy quá trời luôn. Ây da, ui da. Hốt rồi nè. Mày cướp xe, mày cướp xe. Ồ, nó chạy luôn các bạn ơi. Bây giờ sao? Xử lý con xe này sao? Xe ngon á. Xe ngon các bạn ơi. Được. Để mình để con xe này mình bỏ nó đi, mình đậu qua lề đường đi, mình giữ chìa khóa mà. Này để gọi cho mấy cái xe kéo nó tới, nó kéo về chỗ sửa xe. Xe đó đợi anh. Ok, đậu xe ở đây đi. Ôi từ từ. Khóa xe cái đã mấy bạn. Mất công đi không khóa xe. Đó. Xong. Nó giật con mô tô chạy. Quá đã luôn. Có xi nhan nữa các bạn. Đó. Trái phải đâu rồi? Trái nè, phải nè, giữa nè. Đây là bên trong góc nhìn thứ nhất của chiếc mô tô. Đó, chạy đã quá trời luôn. Đã. Vô, tránh đường. Ơi. Oh shit. Thanh niên lần đầu mới được cầm xe mô tô phân khối lớn cho nên là xịt miếng máu rồi. Xíu vô bệnh viện bơ truyền máu mới được. Ấy vậy. À giờ mình lấy xe nó luôn cho nên là nó sale lại. Thôi. Anh lên chơi xe chính chủ, xe có chìa khóa, có giấy tờ đàng hoàng chứ không chơi mấy xe ra ngoài lề đường. Trong mặt quá, chóng mặt. cái góc nhìn thứ nhất. Nó chóng mặt quá. Đã chưa? Để mình kiếm nào mình đá nó cái rồi. Ây da. Cái này là có hàng đi bộ đây nè. Ấy sao đang không có quen đó. Ủa mấy xíu nữa đá nó ra ngoài đường xe cán chết luôn. Không mình ác mấy bạn ơi. Ai 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 ơi rồi phóng nào phóng đó. Ủa mà khu này đường cao tốc không có người đi bộ. Vô trên thành phố mới có người đi bộ. No, đứng rồi. Công nhận chạy đã mấy bạn ơi. Ủa như mình chạy này trên đường cao tốc luôn rồi. Shit. Bây giờ lát quá. Đây rồi, đây là chỗ khúc này là xuống dưới kia là ra, bắt đầu ra tới trung tâm. Thì có mấy bạn kêu mình đi phá hay sẵn. Úi trời ơi. Tại mình canh không chuẩn thôi. Chuẩn đó là thằng nhóc kia bay luôn. Trời tạnh mưa rồi. Thì ôi. Ê, đây có người đi. Ủa không có hả? Rồi mấy bạn cũng comment nói là mình đi phá thành phố rồi, sẵn này đi phá luôn. Bay. Cái này có thể cầm được mấy cái vũ khí khác rồi, mình có thể ném nè, mình có thể đập nó nè. Đó, ủa sao không được. Mấy con mấy này có mấy con yếm. Mấy con yếm. Có cái nào á, cái súng nào á. Súng ngắn mới được. Toàn đá chân không à. Súng lục á. Ở cây xe sọt gân chứ. Sao mình thấy toàn đá chân không à. Phai quá. Nè cái này nè, cái spam mập nè. Đó. Đó nó quất nè.
quất quất nãy giờ mấy bạn thấy chưa, giờ mình chơi cây này không chơi đá nữa đó. Cây này là một phát lên dĩa. Ui 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 ui, mình ác quá. Ai da, quả báo các bạn. Ôi ở đây ngon, ở đây nguyên một đám luôn. Chụp hình hả? Ở Facebook hả? Vậy sao chặt không được? Ở đây mấy người vô gia cư mình không thích giết, tội nó lắm. Đây nè, giết mấy bà già. Ủa, what the fuck? Kỳ ta, cái này cái súng rồi. Ủa, hình như phải chạy. Mình nhớ trong online mình chơi là chạy chậm chậm vẫn được. Ủa, đây nó hình súng rồi. Này đang cầm cái này mà ta. À giờ là do cái script mình bị lỗi rồi, load lại cái đã. Lâu cái nó bị lỗi cái là hết dùng được luôn, phải load lại. Rồi. Thì nếu được thì để mình xem bữa nào rảnh mình sẽ làm một buổi live stream hướng dẫn các bạn tải và cài đặt game Euro Truck Simulator. Chung mình cũng hơi lười. Ấy mấy con ỷ nè. Ngủm luôn. Thôi vô quán ba chơi các bạn ơi. Vô, vô. Mình quen với thằng này mà yên tâm. Từ để mình đi giết mấy cái con, mình đi trừ gian diệt bạo cái đã. Này mấy con đứng đường. Ủa đá ông chúng, đá hụt quá. Trừ ơi trời ơi. Body đẹp em nhưng mà ngoắc cái đầu mày chứ ngoắc. Lộn ngoắc cái tay mày chứ ngoắc chứ. Đưa tay mà. Hốt mày luôn. Ủa đây cũng có em nữa nè. Hốt luôn. Rồi ok vô ba chơi. Mình là mình quen với anh chủ yên tâm. Để xe đây nha. Anh khách VIP mà. Cầm cái này vô không được mấy bạn ơi. Cầm vô nó hốt chết. Hello. Ờ đó, nó chào rồi chưa. Dừng chơi là phải đợi nón vô quán bar. Nón đồ lâu đàng hoàng. Đó, dục ơi. Trời ơi, cái nón quá. Nón của tôi. Rồi, có thằng gì không? Thằng... đó, chưa? Nó toàn là ở đây không à. Có em nào xinh tươi không? Vô đây rẻ tiền đi mấy bạn. Mình đại gia mà. Mà chị ở nhà rồi. Mưa nè, mưa nè. Anh đại gia mà. Mưa. Có em nào khác không? Chứ cái em này nhảy hoài à. Rồi thôi cho anh vô đó thôi. Anh kiếm mấy em khác đẹp đẹp rồi mới chịu. Chứ đó không có chịu. Vanilla Unicorn. À thôi đi ra. Ở chỗ này 18 cộng cũng được vô. Vô rồi về bị chửi chết. Hello. Lên trai về nha. Nó xe mô tô VIP mà. Ok, mình sẽ lấy con này làm xe riêng. Để đợi vài ngày nó đi đăng ký biển lại, đăng ký tên lại là ok thôi. Đó. À, bây giờ vô đi cướp đi mấy bạn. Cướp đi, cướp cái đi. Nãy giờ nói chung là chạy taxi không được nhiều. Chút xíu phải gọi xe kéo nó tới, nó kéo về sửa nữa. Mà cũng được đi tha hy sinh. Thì xin mấy cái chạy viết xước trên xe, vết móp trên xe để lấy lại chiếc mô tô này cũng đổi lấy chiếc mô tô này cũng được. Kiếm cái nón nó chùm mặt ấy. Nào ta, ai mặt con heo nè. Có mặt con heo không à. Ok, vô chờ. Rồi vô cướp. Cầm cái gì cho nó ngầu ngầu xíu. Ngầu như trái bầu. Đó, cây này là ngầu. Gì yeah. Lên lấy tiền đưa đây nhanh lên. Tao bắn đưa đây.
Nhanh lên. Tao bắn mày hả? Bắn bắn rượu nè. Rồi ok, mày chỉ thấy mặt thôi cho nên tao không giết mày đâu, tao người tốt mà. Chạy thôi. À mình quên chỉnh cái kia ha. Buồn quá. Để tắt cái kia đi chơi mới vui chứ, tắt cái cảnh sát đi. Rồi ví dụ giờ mình bị 2 sao đi, hoặc 3 sao đi cho vui, 3 sao trốn cho nó vui. Ví dụ như là mình mới vừa đi cướp ra vậy đó. Tại mình quên chỉnh cái kia. Tại vì để mấy lần sau mình start cái đó đi chơi cho nó thật xíu. Vì chứ mô tô mà trốn là chùm. Kiếm em nào rủ lên xe chơi rồi. Khu này không có em nào hết trơn. Cảnh sát kệ cảnh sát chứ, anh kệ anh. Kiếm em nào xinh tươi. Ôi hello. Vậy không lên, không lên thôi. Chảnh đó mày. Ui nó bọc đầu rồi, bớt người ta, bớt người ta. Rồi xong, bị phát hiện rồi. Hay ta. À thì ra là thằng, nhờ cái thằng bay trên trời. Từ 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 từ. Ui xin lỗi mấy anh. Ui ai da ai da. Trốn ra cái khu này. Rồi xong, thấy bà chưa. Cửa này đi được không? Nó đi được. Ai da da. Đừng 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 bắn. Cái gì vậy? Trời cái cửa. No 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 no. Đông đông và nguy hiểm. À mình chủ quan quá, nó quá đông. Sao đâu có cảnh sát vậy, tha đi, tha cái đi. Xuống cống trốn mới được. Ô đi đây được không? Quá, 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 ơi, quá. Đậu xanh, hết đường rồi, quá. Đó, ghê chưa, trình. Ai ai ơi. Sao, sao, sao số gì đâu mà nhỏ dữ ta. Mày đổi số dép, đổi số quần áo đồ mới được. Gì đâu mà số, ôi này là chạy ra ngoài biển luôn rồi, không được, ơi dòng ngược lại. Tắt đèn đi. Ôi lầy vậy luôn. Cái gì vậy? Ôi trời. Rồi trời ơi con xe. Từ 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 đem chạy. Từ 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 khoan bán khoan bán khoan bán khoan 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 khoan. Chạy 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 chạy. Ui chạy chạy. Zắc zắc chạy vô vòng. Ôi thằng kia nó ngu rồi. Ủa. Trời ơi đụng gì đâu. Ủa, xe này kiểu này phải tốn tiền sửa nữa. Gì nhỏ ta chạy tưởng qua được chứ. Mày đó mình mày con. Rồi có cái hầm cống luôn rồi. Lỗ đó sao chui vừa. Ngu nè ngu nè ngu nè. Ủa tưởng. Mình tưởng nó cái gì vậy. Tưởng nó ngu hơn mình nghĩ chứ. Ai ngờ nó thông minh hơn mình nghĩ. Ôi sai đường mấy bạn ơi. Có gì đó có chút nhầm lẫn ở đây à. Khoan khoan khoan, mình đang trốn cảnh sát mà. Đừng đừng có thấy đừng có thấy. Nhớ có cái đường quẹo đâu mà ta. Chạy đây rồi sao thấy tao toàn cái đường này không à. Mở máu là xem lại coi. Ô nhầm lẫn là cống bự bên này, còn này cống nhỏ. Trời ơi. Nãy nó sớm mình trốn chỗ khác. Đó hết bị bây giờ không được, không được, không được, không được, được chạy. À no 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 chịu thăng no no. Ừ đúng rồi, đừng có thấy tao, đừng có thấy tao, đừng 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 đừng. Ok ok, lót tao rồi, mất tao rồi, mất dấu rồi. Ó trời ơi, hên quá, thằng lái máy bay bị đuôi rồi. Xong thấy bà rồi, hoa xong đời. Đừng đừng nha, đừng đừng mà, đừng mà, đừng mà, cho tao con đường sống đi. Đừng 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 đừng. Ừ yeah, hết sao.
Ý bạn thấy gì không đây nè, trường trưởng trưởng thanh container điền mái xanh. À thì mua nữa cái bạn cái thùng chai lơ mấy bạn đó comment thì mình đã có cũng có vài ý tưởng rồi, như Vinamilk này, điện máy chợ lớn này. Tao là ghét nhất đứa nào mà chạy đi ấy lộn đi bộ mà nó đi ồ đá một phát nó bơ kêu luôn. Enemy chip bị cười ờ đợt chip bồ ok video này là hết á. Đây là nói chung video hôm nay là quậy là nhiều, xả stress thôi. Hôm nay đi học cũng mệt, đá nhầm bên, học cũng mệt cho nên xả xì chết tí. Mua bánh taco hả? À, thì ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu hay các bạn đá gì như video hay, các bạn nhớ like và share để mình, nhớ đăng ký kênh của mình để nhận nhiều video mới hơn. Chung mà video này vẫn là video troll cho vui thôi, giải trí thôi, chứ không phải là video về các series game như là làm thật đồ này kia. Thì cũng một phần nào đó như các bạn đã comment là đi quậy phá, đi cướp này kia đó. Ok, thay vì cướp ngân hàng mình đi cướp tiệm tạp hóa. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và hẹn gặp lại các bạn. Chào các bạn. Hey.